Sau gần một tháng, V-League trở lại với vòng đấu thứ tư. Trận đấu sớm nhất chính là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Hai đội chưa biết thắng ở V-League này đã cống hiến cho người hâm mộ một cơn mưa bàn thắng. Ngay phút thứ 6, Quảng Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước, nhưng chỉ trong vòng 4 phút từ 22 tới phút 26, tiền đạo Olaha đã tỏa sáng khi lập một cú đúp để giúp Sông Lam Nghệ An dẫn ngược lại 2-1. Đến cuối hiệp 1, Quảng Nam quân bình tỷ số 2 đều. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Sông Lam Nghệ An đã có thêm 2 bàn thắng nữa để vươn lên dẫn trước 4-2. Nhưng cũng chỉ trong vòng ít phút cuối trận, câu lạc bộ Quảng Nam đã có liền 2 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 4 đều. Ở trận đấu giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và Đông Á Thanh Hóa đang diễn ra thì tỷ số bây giờ đang là 0-2, nghiêng về phía đội khách. Và cũng tại Nha Trang hôm nay thì giải đấu của những huyền thoại Vinpearl DIC Legend Việt Nam 2023 cũng đã khép lại đầy cảm xúc với chiến thắng dành cho golfer Adison Da Silva. Trong ngày thi đấu cuối cùng, Scott Hahn đã thể hiện phong độ đáng kinh ngạc khi giành tới 8 birdie để vươn lên vị trí thứ 2 với tổng âm 7 gậy. Ricardo Gonzalez và Michael Campbell cũng bám đuổi rất sát phía sau với cùng âm 6 gậy. Tuy nhiên, tất cả đều không thể tạo ra bất ngờ trước một Adison Da Silva quá xuất sắc. Sau khi dẫn đầu ở hai ngày thi đấu đầu tiên, golfer người Brazil tiếp tục duy trì phong độ cao và chơi cực kỳ bùng nổ. Dù có thời điểm Da Silva mắc bogey, nhưng tay golf 51 tuổi ngay lập tức bù lại bằng các hố ghi điểm birdie liên tiếp. Cuối cùng, Adison Da Silva cán đích với thành tích âm 10 gậy. Phần thưởng dành cho nhà vô địch ngoài các giải thưởng giá trị còn bao gồm chiếc cúp lấy cảm hứng chủ đạo từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam. Mọi thứ thật tuyệt diệu, chiếc vô địch ở đây thật tuyệt, cơ sở vật chất ở đây cũng thật tuyệt, con người Việt Nam thật tuyệt vời. Chính vì vậy nên tôi cảm thấy rất buồn khi phải tạm biệt đất nước của các bạn ngày hôm nay. Tôi đã dành cả một tuần ở đây và có cảm giác rằng thời gian trôi quá nhanh. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng mình sẽ quay lại vào năm sau. Với những địa phương miền núi như Lai Châu thì họ cũng có những cách riêng để phát triển du lịch kết hợp với thể thao. Giải đua mô tô địa hình diễn ra tại Tân Uyên Lai Châu cũng đã mang tới những trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Thưa quý vị khán giả, đây là những hình ảnh tại giải đua xe mô tô địa hình Lai Châu mở rộng 2023. Có thể thấy có rất đông những người dân địa phương, những người đồng bào ở Tân Uyên đến với giải đua năm nay để cổ vũ cho các vận động viên tranh tài. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí sôi động tại giải đua xe mô tô địa hình Lai Châu mở rộng ngay cho lần đầu tiên được tổ chức. Dù mới là vòng loại nhưng những màn tranh tài của các vận động viên trong buổi sáng tại giải mô tô địa hình Lai Châu mở rộng vẫn mang đến nhiều sự phấn khích cho người hâm mộ. Mỗi tình huống vượt chướng ngại vật thành công của các vận động viên đều nhận được sự cổ động lớn từ người dân đến với giải đấu. Em thấy thì rất là khó ạ, rất là khó, mới là em cảm thấy là rất là đông khán giả thì rất là vui, em thấy là rất là vui. Giải mô tô địa hình Lai Châu mở rộng lần đầu tiên được tổ chức trên cung đường rất đẹp và nên thơ, với những đồi chè, đồi dứa và cả trên những đoạn suối nhỏ, mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm khó quên. Thoải mái lắm, nhiều người đến ủng hộ, với ai cũng chiêu chiêu hết, cảnh cực kỳ đẹp luôn, vừa lái vừa không có đủ thời gian để ngắm cảnh. Kết thúc vòng loại lúc 13:30 chiều nay, vòng chung kết giải mô tô địa hình Lai Châu mở rộng sẽ được diễn ra và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Trong lúc chờ đợi một phong độ ổn định hơn của câu lạc bộ Manchester United thì người hâm mộ của đội bóng này cũng đồng thời chờ đợi về cái kết của thương vụ chuyển nhượng đội bóng. Tỷ phú Jim Ratcliffe mặc dù chưa hoàn tất quá trình mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ Manchester United, tuy nhiên thì việc công bố chỉ còn là vấn đề về mặt thời gian. Mới đây thì truyền thông nước Anh cũng đã đưa tin về việc tỷ phú ngành hóa chất này thậm chí là cũng đã lên kế hoạch để xây dựng một đội hình mới cho đội bóng thành Manchester. Theo truyền thông Anh, tỷ phú Jim Ratcliffe sẽ yêu cầu đội ngũ tuyển dụng mới của Manchester United tìm kiếm những tài năng của bóng đá Anh thay vì tìm kiếm các ngôi sao nước ngoài. Sau khi hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của Manchester United, ekip của Jim Ratcliffe sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá của câu lạc bộ và đã bắt đầu lên kế hoạch để cải tổ cơ chế tuyển dụng của họ. Tờ Mail Sport cho biết doanh nhân tỷ phú này đang rất mong muốn được thấy nhiều hơn nữa sự hiện diện của những cầu thủ nội trong đội hình nòng cốt của Manchester United.
tiềm năng của những cầu thủ nội đã trải qua sự khắc nghiệt của bóng đá Anh được coi là lý do chính khiến Jim Ratcliffe cảm thấy việc mua họ sẽ có lợi cho đội bóng. Sau khi rời Chelsea thì tiền đạo Lukaku đang thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm nay. Anh đã có 9 bàn sau 15 trận cho AS Roma mùa này. Nhưng khả năng là câu lạc bộ AS Roma sẽ mua đứt tiền đạo này trong tương lai. Câu lạc bộ Newcastle United được cho là đang lên kế hoạch để chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku của câu lạc bộ Chelsea. Cầu thủ người Bỉ hiện đang được cho mượn ở AS Roma sau khi gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng trên sân Stamford Bridge. Thời gian cho mượn tại sân Olimpico là mùa giải thứ hai liên tiếp của Lukaku theo hợp đồng ngắn hạn ở Italia sau 35 trận cho Inter Milan và ghi 14 bàn trong mùa giải trước. Dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, cầu thủ 30 tuổi này đã ghi 9 bàn sau 15 trận mùa này. Phong độ của Lukaku khiến nhiều người phải suy nghĩ tại sao anh không được sử dụng ở Stamford Bridge, trong khi hàng tiền đạo của huấn luyện viên Pochettino đang gặp nhiều vấn đề. Chelsea được cho là sẽ đồng ý bán đứt Lukaku nếu họ nhận được mức phí 37 triệu bảng. Báo chí Bỉ cho rằng Newcastle đang cần một mẫu tiền đạo như Lukaku để bổ sung cho hàng công của họ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng với chấn thương của cả Isak và Callum Wilson. Trong khi đó, Roma được cho là cũng đang tìm cách đàm phán với Chelsea để thay thế mức phí chuyển nhượng 37 triệu bảng bằng tiền đạo Tammy Abraham. Chia tay với những thông tin đến từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cùng chuyển sang những diễn biến tại giải vô địch quốc gia Brazil. Kể từ đầu mùa giải cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ rằng chức vô địch sẽ nằm chắc trong tay của câu lạc bộ Botafogo. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì thậm chí là họ còn không có quyền tự quyết về việc lên ngôi vô địch của mình. Đầu mùa giải này, câu lạc bộ Botafogo tại giải vô địch quốc gia Brazil thi đấu vô cùng thăng hoa khi thắng 15 trên tổng cộng 19 trận đấu, tạo được khoảng cách cực kỳ lớn lên đến 14 điểm với nhóm bám đuổi. Nhiều người ở thời điểm đó đã chắc chắn rằng Botafogo sẽ có danh hiệu vô địch thứ 3 trong lịch sử câu lạc bộ. Thế nhưng trong 15 trận đấu tiếp theo, Botafogo liên tục để mất điểm và chỉ có được 3 chiến thắng. Lúc này, thậm chí họ còn đang có chuỗi 9 trận chưa biết đến chiến thắng nào liên tiếp. Đáng chú ý là trong những trận đấu này, Botafogo thường xuyên có được lợi thế dẫn bàn từ sớm, nhưng đến những phút cuối cùng, họ lại để đối thủ gỡ hòa hoặc thậm chí là ngược dòng thành công. Chuỗi kết quả không mấy khả quan này cũng chính thức khiến Botafogo mất ngôi đầu bảng vào tay của câu lạc bộ Palmeiras. Giờ đây, đội bóng băng Rio de Janeiro bắt buộc phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời cầu mong Palmeiras sẻ chân thì mới có thể lấy ngôi vô địch. Nếu điều đó không xảy ra, thì Botafogo đang đứng trước nguy cơ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil không thể tận dụng lợi thế cách biệt 14 điểm để lấy ngôi vô địch. Thưa quý vị khán giả, trận đấu siêu kinh điển của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út giữa Al Hilal và Al Nassr luôn là trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất trong một mùa giải. Tại đây thì cũng chính là cơ hội để Ả Rập Xê Út cho cả thế giới thấy được sự phát triển hùng mạnh như thế nào của nền bóng đá nước họ. Và đây cũng chính là cơ hội để cho họ có thể quảng bá được hình ảnh khi mà rất nhiều những ngôi sao đã chọn tới đây để chơi bóng và tỏa sáng trong năm 2023. Có rất nhiều những hãng thông tấn lớn trên thế giới được ban tổ chức của Saudi Pro League mời tới thành phố Riyadh, và nhóm phóng viên của Đài truyền Việt Nam cũng chính là nhóm phóng viên châu Á duy nhất được mời tới đây để tác nghiệp. Sau đây sẽ là phần ghi nhận về bầu không khí trước thềm trận đấu vô cùng hấp dẫn này. Thưa quý vị, đây là bầu không khí bên ngoài sân King Fahd, sân nhà của câu lạc bộ Al Hilal với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi. Và trước trận đấu siêu kinh điển giữa Al Hilal và Al Nassr thì vé xem trận đấu này đã được bán hết cả tháng trước. Quý vị có thể thấy là không khí như một ngày hội khi mà các cổ động viên đến đây tận hưởng một bầu không khí bóng đá. Các hàng quán luôn rất nhộn nhịp và các cổ động viên trong những chiếc áo màu xanh, có rất nhiều chiếc áo có số 10 của Neymar đã sẵn sàng để cổ vũ cho đội chủ nhà Al Hilal. Khi mặt trời lặn cũng là lúc mà các ngôi sao tỏa sáng. Trận đấu kinh điển giữa Al Hilal và Al Nassr diễn ra vào 9 giờ tối tại Ả Rập Xê Út, khi nhiệt độ đã xuống thấp chỉ dưới 20 độ C. Nhưng có thể thấy sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Al Nassr trong trang phục màu vàng của đội khách và cổ động viên Al Hilal trong trang phục màu xanh của đội chủ nhà. Một trận đấu xứng đáng được gọi là viên kim cương đặt trên vương miện của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Đây là cách mà các cổ động viên Al Nassr đã tiếp sức cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội trong cuộc so tài với đội đầu bảng Al Hilal. Một cách tiếp sức của Al Nassr được ví là lửa. Ngày hôm nay là một ngày với kết quả thuận lợi dành cho đội chủ nhà Al Hilal. Al Hilal sẽ tiếp tục dẫn đầu như khẩu hiệu của các cổ động viên đội bóng này kêu gọi các cầu thủ Al Hilal
nhưng mùa giải tại Ả Rập Xê Út vẫn còn dài. Ronaldo và các đồng đội vẫn còn những cơ hội để bám đuổi đầu đội bảng, và rõ ràng nó tạo nên một cuộc đua hấp dẫn tại Ả Rập Xê Út. Một cuộc đua lúc này không chỉ dừng lại ở châu Á mà các cổ động viên trên toàn thế giới đều rất hâm mộ và dõi theo giải đấu này với Ronaldo và rất nhiều các ngôi sao khác. Phóng viên Phan Phong Việt tác nghiệp từ Riyadh, Ả Rập Xê Út.